anh em nha. Nên mình review cái dàn chim nhà mình lên cho anh em coi tham khảo. Anh em cũng thắc mắc muốn hỏi dàn chim nhà mình hoài. Nên mình review lên cho anh em coi tham khảo nha. Ở đây thì đa phần mình chơi đất không nha anh em. Đây là còn một số vỏi nổi. Đây là vỏi nổi. Chút đây rồi mình sẽ tiễn ra hai con bổi tiễn và một cặp chốm nổi chân rồng, quay ngoại hình rõ cho anh em xem tham khảo. Anh em nào ưng thì báo mình nhường lại cho chơi về để gọt mồi chơi nha anh em. Còn đối về cu cò thì anh em nào muốn bổi nổi, mồi lỡ, bổi tiễn và mồi thì anh em cứ vô phần tiêu đề, mình có để số điện thoại alo trực tiếp mình, anh em mình sẽ cùng chia sẻ đam mê với nhau chơi nha anh em ơi. Đây là con đồng siêu rù, đồng siêu rù với con hổ siêu bài. Hai con kẹp với nhau gì nó đấu tối ngày luôn. Đây là con hổ T3 của mình, liều gồng, dao lông lở, dán cánh. Bao gù luôn. Đây là con thổ siêu bài. Đẹp con thổ siêu bài với con đồng siêu gù cho nó đấu cả ngày nè. Đây là cái dàn bổi của mình chưa lên lồng nha anh em. Đó, anh em nào có ưng bổi để về gọt mồi chơi. Dàn bổi này thì nói chung với anh em là giá mềm thôi nha. Tầm 700-800 là anh em được sở hữu một con như vậy để về gọt mồi chơi nha anh em ơi. Chim thì nói chung là em chỉ là chim này á, là chân chùi không có kèm nha, chỉ là có được cái nước rước rù thôi, thúc đồ này kia rồi tạm giọng đồ này kia thì nó ok thôi, chứ nó chim này không được kèm, không được gọi là xuất sắc nha anh em ơi. Nên giá thì giá nó cũng mềm và hữu nghị để cho anh em nào ưng thì bắt về gọt mồi. Còn 3, 5, 7, 9 con bổi. Con này là con thổ âm khủng, trước chơi tiền hậu đầy đủ, cứng luôn, chim tơ mới bắt, nay cũng được gần 10 ngày rồi. Con này thì chốt với cho anh Pha ở Sóc Trăng nha. Ảnh chưa có nhận được rồi nên mới còn ảnh còn gửi đây nè, giờ chăm cho ảnh, chừng nào ảnh báo nhận được thì mình sẽ gửi cho ảnh. Chốt cho ảnh chung với con này, với con chân lỡ, con chân lỡ chốm nổi, con bổi chân lỡ chốm nổi gù cánh tiên đó. Rồi để mình review lên cái cặp
chân rồng, cặp chân rồng bỏ chốn nổi cho anh em nào ưng thì muốn sở hữu thì bắt về gọt bò chơi nha anh em. Và một cặp bổi tuyển của mình mới lên lồng nay có khoảng hơn một tháng, để cho anh em xem ngoại hình dáng. Diêm ưng thì cứ alo báo mình để nhường cho anh em về gọt ngồi chơi nha anh em. Bữa nay mình lên cho anh em một cặp bổi chốn nổi chân rồng, nước chơi tiền hậu và bài bản thì ok, chim gù cứng và nước tiền có kèm, kèm thưa dặm ok nha anh em. Chim này là để phù hợp cho anh em mà để gọt mồi để sau này chơi. Cặp này thì mình nói với anh em là mình nuôi cũng được 9 tháng lồng rồi nha. Chim thì nó đang thời điểm chốn nổi nha, nhưng mà ở nhà mình với nguyên nhân là mồi nhiều quá nên nó đè nó không có thể nào mà bung lên được. Anh em nào mà bắt về thì mình dám bảo đảm với anh em, cặp chim này bắt về tách ra khỏi dàn mồi mình đó, anh em nuôi chưa đầy 3 tháng nữa sẽ nổi mạnh lên, anh em có thể đi tập được nha anh em ơi. Để mình quay ngoại hình và hình dáng chim cho anh em xem và tham khảo. Đây là chân rồng rạc ri, không lỡ luôn nha anh em. Nước chơi thì nước tiền chơi chuẩn tốt, nước hậu gù bao cứng, gước đầy đủ nha anh em. Đây ngoại hình chim đây, anh em xem tham khảo ưng cứ alo báo mình, số điện thoại mình để phần tiêu đề. Anh em mình mà nếu mà có sự thật lòng, sự đam mê đó thì đừng có tiếc chi mà 5-3 ngàn một cuộc điện thoại anh em, để mình gọi thẳng trực tiếp, mình để mình trao đổi và mình sẽ hiểu rõ về chim thì nó sẽ hay hơn nha anh em ơi. Chứ nhắn tin qua lại nó cu cò thì mình biết sao để nói để cho anh em hiểu về cái chi tiết của chi tiết và nước chơi của con chim được anh em. Chim thì anh em xem đi nha, toàn bộ hẳn bỏ lông rừng lên lông mồi hết rồi nha anh em ơi. Chim này mà mình anh em nào bắt về, tôi dám bảo đảm với anh em mà bắt về mà ra tách ra khỏi dàn mồi của mình không đầy 3 tháng là chim sẽ nổi mạnh, anh em có thể tập được luôn. Chân rồng đây, rồi con thứ hai nha anh em. Đó anh em xem hình dáng chim đi. Đó con này nước hậu là mình bao rù, rù kinh điển luôn. Anh em nhìn cái dàn cùm nó thì anh em biết nha. Này là con này là con đồng nha anh em, đồng son nha. Chim 9 tháng lồng đang thời điểm chốn nổi, anh em nào ưng thì cứ xem vô xem ngoại hình, ưng thì alo mình, số điện thoại mình để phần tiêu đề. Đó chim nó quay là cho coi dàn quy dàn tướng tá đóng hai bên hết. Chim là mình bao là chim là chim, là bên này là mình không có chơi hàng mà quá già nha. Chim tơ để cho cái thời gian dài để cho anh em gọt mồi chơi nó còn được bền lâu và lâu dài nữa nha anh em ơi. Nên anh em cứ yên tâm về cái vấn đề mà sợ chim nó lớn tuổi hay già, vấn đề đó là mình bao ok với anh em nha. Con này thì nói chung con này thì nếu mà con này mà tách ra khỏi dàn mồi của mình dám bảo đảm con này chỉ một tháng một là nó bung lên luôn, nó bung nó nổi luôn chứ không có còn để lâu nữa. Bây giờ nó đang căng lắm nhưng mà nó bị mồi giặt quá nha anh em. Đó anh em coi tướng tá ngoại hình chim để chọn một con, để mình tuyển chọn một con về để gọt mồi nuôi đôi ba tháng nữa rồi đi tập để có một con để mình cùng thực hiện đam mê nha anh em. Con này anh em coi nè, con mắt lên đỏ ngầu luôn, chim căng lửa chốn nổi dữ rồi nha anh em. Nhưng mà có cái là nó bị dàn mồi của mình á, dàn mồi nhà mình đèo quá nên nó chưa có nó mở miệng nó cất lên thì nó bị dằn mồi đè nên nó không có bung hết cái khả năng nó được. Đó ngoại hình dáng chim anh em ưng thì cứ vô tham khảo, có gì thì alo liên hệ mình nhường cái cặp chân rồng này về cho anh em gọt mồi chơi nha. Bây giờ mình nói thật, mình duy nhất giờ mình bổi chốn nổi của mình là mình chỉ còn có được cái cặp chân rồng này, đó là mình hết chân rồng rồi. Giờ còn mồi thì giờ còn được có con liêu do con chân rồng giao long dán cánh đó, là con thổ T3 của mình là còn chỉ được một con thôi, còn bổi chốn nổi là giờ còn chỉ được cặp này thôi.
anh em vô tham khảo ưng rồi nhường lại về cho anh em gọt mồi chơi nha. Rồi còn đây là cặp bổi tuyển của mình lên lồng đây khoảng hơn một tháng nay, chim thì mình đi đánh về ổn, ok mình lên lồng ổn, hồi nay mình mới debut lên để cho anh em nào ưng thì bắt về để gọt mồi chơi nha anh em. Đây là mình sẽ quay ngoại hình chim để cho anh em xem tham khảo, còn nước chơi thì mình thử nói qua đây. Cái con bên đây là con son, con bên đây là con son chuông, nước chơi của nó nước tiền kèm tốt, gù cứng, chim tiền hậu đầy đủ, ok đầy đủ tố chất. Hình dáng chim thì để hồi chút xíu mình đề view cho anh em xem và tham khảo. Còn con bên đây là con thổ đồng, con thổ đồng hình dáng chim là nước chơi của nó thì nước tiền của nó là kèm dặm thưa, thúc dồn tốc độ, mà chim thì có cái là rước gù. Đây là em bao với anh em là cái dàn nước rước gù, rồi để em quay hình dáng ngoại hình chim cho anh em xem và tham khảo nha. Đây con đồng, con ý đây còn là con son chuông, anh em xem hình dáng chim ưng thì bắt về để gọt mồi chơi anh em ơi. Đó hình dáng chim đây nha anh, chim mà cái dàn quy nó đóng thì anh em nhìn, mà nếu mà con chim nào mà nó có kèm hay không anh em nhìn cái dàn quy nó đóng thì biết nha. Còn mà quy nó đóng hai bên ở trên cái anh em coi trên lưng à, quy đóng phủ bì luôn nha. Bên đây mà nó ôm tròn qua cũng như cái bắp chuối vậy chứ không có kiểu mà đó đó, không có kẻ hở luôn nha. Những con này á là nếu mà mình nuôi mà tới sau này cái tố chất của nó lên mồi là những con này nó rất bền đó. Bên đây mà đóng tròn qua như cái bắp chuối luôn. Còn cái dàn quy này đóng á thì anh em mà nhìn, nếu mà anh em nào có biết chơi cu thì nhìn cái dàn quy này đóng thì biết là chim là chắc chắn 100% là phải có kèm nha anh em. Dàn cùm của nó thì anh em coi nè, nếu mà dàn cùm mà con chim mà cái dàn cùm cỡ đó thì nó đâu gù yếu. Chim tơ cặp đũa trần dần luôn nha, tướng tá ngoại hình thì chim khỏi bàn, chỉ mỏ thẳng băng luôn, chim bao đẹp nha anh em. Chim thuần ổn lòng rồi, anh em chỉ bắt về là chăm chờ nổi thôi nha anh em ơi. Đó, dàn quy hai bên đó. Anh quy đóng quy bên đây ốp tròn qua bên kia phủ bì luôn. Ngực nở, đuôi tóp, hình bắp chuối đàng hoàng, chỉ mỏ thẳng băng. Chim nói chung là mình chọn ngoại hình thì anh em cứ yên tâm. Đây, con số 2, đây là con đồng, thổ. Đây con thổ đồng. Anh em xem hình dáng và ngoại hình chim đi. Con này là cái dạng mà chân tím, tím móc nha anh em. Đó, tím móc, chim tơ luôn. Chim tơ của mùa này luôn nha anh em. Con này thì cái nước gù của nó thì mình bao gù, gù rất cứng và âm thổ rất nặng, gù bao gù nha. Anh em nhìn mà cái dàn cùm của nó mà cùm dây mà cùm vàng kéo cỡ đó thì con chim đâu có khi đời nào con chim mà nó gù tệ yếu đâu nha anh em ơi. Nhưng mà con này là nó chỉ thúc dồn tốc độ, kèm dặm thưa chứ không được dày mấy. Nhưng mà có cái là nước nó được, có cái là nó lẹ và thúc tốc độ, còn cái nước rước gù của nó về tàn là đổ, là đổ gù, đổ gù, đổ gù không nha anh em. Con chim rất bao anh em là cứng gù nha. Còn ngoại hình hình dáng chim đó thì anh em cứ xem và tham khảo ưng rồi cứ alo báo mình nha, mình nhường cho anh em để về có để gọt mồi chơi để sau này được sở hữu. Chim đẹp quá trời ta. Đó anh em coi chỉ mỏ, mỏ mắt cùm tướng tá, cái đầu ức, chim đẹp cực kỳ luôn phải nói đó. Nói chung là hình dáng chim thì nó đẹp như trong tranh luôn nha anh em ơi. Đó anh em cứ xem chim bao đẹp nha. Còn là hình bắp chuối ngực nở không, ngực nở đuôi tốp. Con này thì bao gù, bao với anh em là bao gù nha anh em.
Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh, ủng hộ kênh Q69 nha. Anh em cứ tham khảo chim rồi ưng thì cứ alo báo báo mình để nhường cho về anh em mình được sở hữu để một con chim để ưng ý, để mình thỏa mãn thực hiện đam mê nha anh em ơi. Cảm ơn anh em nhiều nha.